Xin chào tất cả phụ huynh và cùng các em. Hôm nay thầy sẽ giải vở bài tập toán lớp 4 tập 2 chân trời sáng tạo. Bài học hôm nay chúng ta sẽ làm là bài 62 phân số bằng nhau. Trang 58. Viết phân số vào chỗ chấm. Có 3 băng giấy như nhau, mỗi băng giấy được chia thành các phần bằng nhau rồi tô màu. Băng giấy thứ nhất là người ta họ chia làm hai phần. À, hai phần chia làm hai phần và người ta họ tô là tô một phần, như vậy là đã tô là một phần phần hai. À, người ta chia làm hai phần là cái mẫu và người ta tô một phần là cái tử. Băng giấy thứ hai người ta họ chia làm bao nhiêu phần đây, 1, 2, 3, 4 phần, như vậy là cái mẫu là 4 và tô là bao nhiêu, 2 phần 4. Băng giấy thứ ba người ta chia là bao nhiêu đây, 1, 2, 3, 4, 5, 6 và cái tử người ta tô 1, 2, 3. Như vậy trong này có 3 cái phân số là 1 phần 2, 2 phần 4 và 3 phần 6, nhưng mà chúng ta nhìn vào cái hình chúng ta thấy là đều là một nửa băng giấy. À, một nửa từ đây qua đây là một nửa. À, một nửa của băng giấy. À, người ta chia làm nhiều phần nhưng mà cuối cùng chúng ta thấy là chúng ta giống, chúng ta thấy là một nửa cái băng giấy. À, như vậy ba cái phân số này nó sẽ bằng nhau. Phần giấy được tô màu ở ba băng giấy là dài là bằng nhau. Cái phần giấy tô này, à, ta thấy từ đây qua đây, từ đây qua đây, từ đây qua đây. Mặc dầu ở dưới người ta chia làm tới 6 phần. Ta nói cái phân số là 1 phần 2 này, 2 phần 4 này và là 3 phần 6 này là bằng nhau. 1 nhân cho 2 là bằng 2. À, 1 nhân cho 2 là bằng 2. Như vậy ở trên nhân 2 thì ở dưới cũng nhân 2. Yeah. Như vậy ở đây chúng ta là 2 ta nhân cho bao nhiêu là bằng 4? 2 nhân 2 là bằng 4. Này là 3, 3 ta chia 3 là bằng 1. Vậy trên chia 3 thì ở dưới chúng ta cũng chia 3. 6 chia cho 3 là bằng là 2. À, cái này là nhân, còn cái này là chia. Nhưng mà nhớ là chú ý là ở trên nhân bao nhiêu thì ở dưới nhân bấy nhiêu. Ở trên chia bao nhiêu thì ở dưới cũng chia bấy nhiêu nha. Chúng ta qua tiếp theo là bài số 1. Số theo mẫu. Mẫu là 2 phần 3 bằng là 2. À, ở tử thì chúng ta lấy 2, 2 là của cái này nè, ta nhân cho 2. Còn mẫu là mẫu giữ nguyên này. À, và ta nhân cho 2. Ở trên nhân 2 thì ở dưới cũng nhân 2 nha. 2 x 2 là 4, 2 x 3 là 3 x 2 là 6. Đây gọi là quy đồng. Chúng ta học bài tiếp theo là gọi là quy đồng các phân số. Rồi, bây giờ chỗ này 2 phần 3 bằng 2 nhân cho bao nhiêu chỗ này? 3 nhân cho như vậy con số 3 này, số 3 là giữ nguyên, nhân cho 3. Ở dưới nhân 3 thì trên cũng nhân cho 3 nha. Dưới nhân 3, trên nhân 3. Dưới nhân 4, trên nhân 4. Nói chung là hai con số này là ở trên nhân bao nhiêu, dưới nhân bấy nhiêu. Ở dưới nhân bao nhiêu, ở trên cũng nhân bấy nhiêu. Thì 3 nhân 3 là bằng 9. Còn này 2 nhân 3 là bằng 6. 4 phần 6, 4 phần 6 chia cho cái này tử chia 2 thì mẫu cũng chia 2. 4 là chia 2 là bằng 2, 6 chia 2 là bằng 3. Cái này là 6 phần 9, 6 phần 9 ghi lại, ở đây là chia 3 thì trên cũng chia 3. 6 chia 3 là bằng 2, 9 chia 3 là bằng 3. 1 phần 3 bằng là 5 phần bao nhiêu? Như vậy chỗ này chúng ta thấy là 1 mà lên 5. 1 là lên 5, chỗ này thì chúng ta phải nhân hoặc chia nha, không có cộng nha, không cộng, phân số là không có. À, từ đây mà lên đây thì phải là nhân. Như vậy là 1 nhân 5. 1 nhân 5 là bằng 5. Vậy ở trên nhân 5 thì ở dưới cũng nhân 5. Như vậy 5 nhân cho 3. À, 5 nhân 3. 3. 3 nhân 5 chứ, 3 nhân 5. 3 nhân 5 như này là 15. Rồi chúng ta thấy đây là 2 mà lên 8. À, nhân hoặc chia nha, còn nhớ là không có cộng, không có trừ nha. Như vậy 2 mà lên 8 là nhân cho 4. Nhân 4 thì ở trên chúng ta cũng nhân cho 4, như vậy là 3 là nhân cho 4 là bằng 12. 12. Rồi, 7 mà về 1.
7 về 1 có phải là 7 là chia 7 không? 7 chia 7 là bằng 1. Nè. Như vậy chỗ này là chúng ta cũng chia 7. Chia 7. Như vậy con số gì chỗ này chia 7 là bằng 2. Như vậy chúng ta muốn tìm số bị chia thì lấy 2 ta nhân cho 2 nhân 7 là bằng 14, như chỗ này là 14. Ngày 14 nó chia 7 là bằng 2. Bây giờ 4 mà lên 12, 4 mà lên 12 có phải nhân 3 không? Nhân cho 3. Như vậy chỗ này cũng dưới này chúng ta nhân cho 3. Nè. Con số gì nhân 3 bằng 27 giờ là 9, 9 nhân 3 27. Ngược lại ta lấy 27 thì chia 3 là bằng 9. 12 mà về 3, 12 về 3 có phải là 12 ta chia cho 4 không? 12 là chia 4. Như vậy ở dưới chúng ta chia cho 4 luôn. 16 chia 4 là bằng 4. 20 mà về 4 là phải là chia 5 không? Chia 5. Chia 5. Như vậy cái này chúng ta chia 5 luôn. 15 chia 5 là bằng 3. 15 mà về 3, 15 mà về 3 có phải 15 ta chia cho 5 không? Như vậy chỗ này chúng ta cũng chia cho 5. Con số gì chia 5 là bằng 2? Người ta lấy là 2 ta nhân 5 là bằng 10, nên là 10 chia 5 là bằng 2. 5 mà lên 45 như vậy chúng ta sẽ nhân cho 9. Như vậy chỗ này chúng ta cũng nhân cho 9. Như vậy thì 18 nha, 18. 18 mà ta con số gì chỗ này? Ta nhân cho 9 là bằng 18, người ta lấy 18 ta chia 9 nè, như là bằng 2. 2 x 9 là 18, 5 x 9 là bằng 45. Chúng ta qua trang tiếp theo. Bài số 2. 1 phần 2 thì 1 lên 2 là nhân. Nhân nha, không cộng không trừ nha. 1 lên 2 là nhân, nhân 2. Nhân 2 chỗ này ta nhân 2. À, chỗ này ta nhân 2 nè. Ở trên nhân 2 thì dưới cũng nhân 2. Như vậy 2 x 2 là bằng 4. Rồi, 1 mà lên 3. 1 mà lên 3 có phải nhân 3 không? 1 à, nhân cho 3 là bằng 3. Bây giờ chỗ này là 2 ta nhân cho 3 là bằng 6. 1 mà lên 4 là nhân 4 đúng không? 1 lên 4 là nhân 4. Nhân 4 như vậy, ở trên nhân 4 thì dưới nhân 4, 4 nhân 2, 2 nhân 4 là bằng 8. 1 mà lên 5 là nhân. Nhớ nha, nhân hoặc là chia thế chứ không có cộng trừ nha. 1 mà lên 5 là nhân 5, 1 nhân 5. Như vậy dưới ta nhân cho nhân cho 5, trên nhân 5 dưới nhân 5. 2 nhân 5 là bằng 10. 1 mà lên 9 là nhân 9, như vậy dưới cũng nhân 9, 2 nhân 9 là 18. Chúng ta qua tiếp theo là bài số 3. Cho các phân số 2/3, 3/4, 9/8, 9/12, 6/9. Các phân số bằng nhau là. Như vậy bây giờ chúng ta sẽ đi tìm 2/3. Bây giờ chúng ta sẽ lấy 2/3. 2 lên 3 được không? 2 mà lên 3 thì không được, tại vì 2 mà nhân cho bao nhiêu là bằng 3? Không có, không được. À, không được. 2 mà lên 9 được không? Không được. 2 ta nhân bao nhiêu bằng 9? Không có. À, 2 lên 9 được không? Không được. 2 ta nhân bao nhiêu bằng 9? Không có. 2 lên 6 được không? Như vậy là 2 nhân 3 là bằng 6. À, 2 lên 6 là 2 nhân 3 là bằng 6. Như vậy bây giờ là chúng ta sẽ có nè, thử nè, 2/3 nè. 2/3. 2/3 như vậy là 2 lên 6. À, 2 lên 6. Như vậy chỗ này chúng ta nhân 3 đúng không? Nhân 3, ở dưới cũng nhân 3, 3 nhân 3 là bằng 9. Như vậy hai phân số này bằng nhau. Như là 2/3 nè bằng với lại là 6/9. Rồi chúng ta kiểm tra phân số này. 3 và lên 9 à, 3 và lên 9 là bằng là 3 nhân cho 3 à, 3 này lên 9 là 3 nhân 3, 3 nhân 3 ở dưới nhân 3, 3 nhân 4 là bằng 12. Vậy phân số này không được. 3/4 à, 3 lên 9 là 3 ta nhân 3 là bằng 9, như ở dưới cũng nhân 3, 4 nhân 3 là bằng 12. Vậy hai phân số này bằng nhau. 3/4 là bằng là 9/12. Rồi xem. Cái này là 9/8.
9 phần 8 như vậy thì nó có bằng là 9 phần 12 không? Không. Tại vì cái này chúng ta không có quay ngược lại. Tại vì cái nãy cái này chúng ta đã thử rồi. Thử rồi nó không có bằng. Cho nên bây giờ cái này chúng ta sẽ tiến tiếp luôn chứ không có quay ngược lại. Quay ngược là lý do là cái nãy là phân số này chúng ta đã thử rồi. Không có bằng. Cái này không có bằng. Cho nên cái này tiến tiếp. 9 phần 8 không thể bằng 9 phần 12 được. Tại vì cái này là 9 bằng 9 mà cái này là 8 mà cái này 12 phải. Bây giờ 9 qua này. 9 mà về 6 thì là không được. À, không được. Cái này là 8 mà lên 9 thì không phải, không được. Rồi 9 phần 12. Cái này là 6 phần 9. 6 phần 9 thì bây giờ chúng ta sẽ xem, chúng ta sẽ rút gọn cho. Chúng ta sẽ xem. Cái này với cái này là 9 với 12 không được. Không được. 9 về 6 cũng không được. Giờ chúng ta chỉ có là hai cái phân số này bằng nhau. Chúng ta qua bài tiếp theo là bài số 4. Số bị chia là 24, số chia là 6, thương là 4. À, như vậy ta lấy 24 ta chia 6 là bằng 4. Số bị chia là 48, số chia là chưa có, thương là 4. Như vậy bây giờ muốn tìm là số chia, ta lấy số bị chia ta chia cho thương. Vậy có nghĩa là ta lấy là 48 này. Ta chia cho 4 này bằng là 1 2. À, như vậy cái này chúng ta sẽ được là 10 12. Cái này cũng tương tự vậy, muốn tìm số chia ta lấy số bị chia ta chia cho thương, 8 chia cho 4 là bằng 2. À, 8 chia 2 là bằng 4. Câu B, mẹ dự định xếp vào mỗi hộp 4 cái bánh. Dự định là mẹ dự định là mỗi hộp là 4 cái bánh. À, thầy vẽ đại khái như vậy ha. Mỗi hộp là 4 cái bánh. Và bây giờ nếu số bánh gấp lên 2 lần thì số hộp cũng phải gấp lên chấm chấm lần để mỗi hộp vẫn có 4 cái bánh. Như vậy là bây giờ là mỗi hộp là 4 cái. Nếu số bánh gấp lên 2 lần. 2 lần, ví dụ như đây là 4 cái ha. Ví dụ chúng ta tính thử một cái ha. À, mỗi hộp là 4 cái, như vậy gấp lên 2 lần. Như vậy thì là 2 lần là đây là 4 cái này. Như gấp lên 2 lần là 8 cái. À. 8 cái như vậy số hộp này nó cũng phải là nó lên thêm một hộp nữa. À, như vậy thì nó thêm một hộp nữa ha. 8 cái mà, tại vì mà mỗi hộp là 4 cái, như vậy là 8 cái. 8 cái là 2 hộp. Tức là tính thử là như vậy số hộp nó cũng vẫn là tăng lên. À, nó tăng lên 2 lần. Đây là từ đây là 1 này. Đây là tăng lên bánh, số bánh nó tăng lên 2 lần. Thì số hộp nó thấy con nữa cũng tăng lên 2 lần. Chúng ta thử một cái nữa ha. Vậy chẳng hạn như là bánh tăng lên 3 lần, 4 x 3 là 12 cái. 12 cái thì chúng ta sẽ cần là 3 hộp, đúng không? 3 hộp. Tại vì mỗi hộp là 4 cái. Và tăng lên là 3 lần. Bánh tăng 3 lần thì hộp cũng tăng lên 3 lần. Như vậy chỗ này chúng ta sẽ xem quay lại. Nếu số bánh gấp lên 2 lần thì số hộp cũng gấp lên 2 lần. À, 2 lần để là mỗi hộp vẫn là 4 cái bánh. Nó qua bài tiếp theo là bài số 5. Quan sát cái hình sao và viết vào chỗ chấm. Cái này là hình 1 là đã tô màu vào 2 phần 3 các hình. 2 phần 3. Bây giờ chúng ta đếm này. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Cái mẫu là 6 đúng không? Tổng cộng là 6. Và cái tử người ta là tô là 1, 2, 3, 4. 4 phần 6. 4 phần 6 thì chúng ta sẽ xem coi nó có bằng 2 phần 3 hay không. Bây giờ là 4 mà về 2. 4 về 2 có nghĩa là ta lấy 4 và chia cho 2. 4 chia 2 là bằng 2. Như vậy trên chia 2 thì dưới cũng chia 2. 6 chia 2 là bằng 3. Như vậy cái này. À, cái hình 1 là được này. Hình 1 là được này. Như vậy là hình 1. Bây giờ qua hình 2. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Và cái này là 2. À, người ta tô là 2 phần 5.
2 phần 5 và bằng 2 phần 3 vậy? Không phải, không phải. Tại vì cùng là bằng 2, 2 hết mà cái mẫu khác nhau. Hình 3 là bao nhiêu đây? 1, 2, 3, 4, 5. 5 x 3 là 15. Như vậy cái mẫu người ta họ chia là 15. Và cái tử là bao nhiêu đây? 1, 2, 3, 4, 5. 5, 2, 10. 10 phần 15. 10 phần 15 thì bây giờ chúng ta sẽ xem. Bây giờ 10, 1 thì hạ xuống, 2 thì tăng lên. 2 mà lên lên 10. 2 lên 10 có phải là nó nhân cho 5 không? 2 ta nhân 5. 2 nhân 5 là bằng 10. Như vậy ở trên nhân 5 thì dưới cũng nhân 5. 3 nhân 5 là bằng 15. Như vậy cái này được. Như là hình 3. Còn không thì chúng ta hạ xuống. 10 mà về 2 thì chúng ta sẽ chia. Nhân hoặc chia nha, không có cộng trừ nha. 10 mà về 2 thì chúng ta sẽ chia cho 5. À, chia cho 5. 10 tới chia 5 là bằng 2. Như vậy trên chia 5 thì dưới cũng chia 5, 15 tới chia 5 là bằng 3, như vậy bằng bằng nhau. Cái này thì bao nhiêu đây? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9. À, xin lỗi, 9 là cái mẫu. 9 9. 9 là cái mẫu, còn cái tử là bao nhiêu đây? 1 2 3 4 5 6, 6 phần 9. 6 phần 9 là bây giờ chúng ta sẽ có là 2 mà lên 6 là chúng ta phải nhân 3 đúng không? 2 nhân 3 là bằng 6. Như vậy ở trên nhân 3 thì dưới cũng nhân 3, 3 nhân 3 là bằng 9, như vậy cái này được, như hình 4. À, 1 thì chúng ta này chúng ta sẽ chia về. Tử chia bao nhiêu thì mẫu cũng chia bấy nhiêu. Hoặc là nhân lên. Chúng ta qua tiếp theo là cái phần vui học, quan sát hình vẽ trong sách giáo khoa. Rồi bây giờ chúng ta sẽ xem trong sách giáo khoa coi thử. Đây, trong sách giáo khoa đây. Trang 48. Hai bức tường dưới đây bằng nhau, mỗi bức tường được ghép bởi những viên gạch bằng nhau. Hai bức tường dưới này này bằng nhau, được ghép bởi những viên gạch bằng nhau. Câu A, viết cái phân số chỉ số gạch màu xanh so với gạch ghép được trên mỗi bức tường. Câu B, các phân số đó có bằng nhau không? Tại sao? Rồi bây giờ chúng ta quay lại đây. Viết cái phân số thích hợp vào chỗ chấm, phân số chỉ số gạch màu xanh so với số gạch ghép được trên bức tường thứ nhất và bức tường thứ hai lần lượt là. Rồi bây giờ chúng ta quay lại chúng ta xem này. Bức tường này đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ đếm tất cả ở bao nhiêu cái viên gạch. Như vậy đây là bức tường, như vậy trong này là có cái màu xanh, màu hồng và màu màu trắng nè, tại vì cả cái bức tường này mà 1 2 3 4 5 6. Như vậy cái hàng này 6 là bao nhiêu hàng đây? 1 2 3 4 5. Như 6 nhân 5 là 30. Nè, 30. 1 2 3 4 5 6. Như là hàng là 6 này. 1 2 3 4 5, 6 nhân 5 là 30. Như vậy là cái mẫu là 30. Rồi, cái mẫu là 30. Và cái tử là bao nhiêu màu xanh đây? Màu xanh. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Như vậy là đếm lại coi, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Như vậy là 10, 10 phần 30. Bức tường đầu tiên là 10 trên tổng cộng là 30. À, 30 cái miếng gạch. Rồi có bức tường thứ hai. Tường thứ hai là người ta chia bao nhiêu đây? 1 2 3. 3 như vậy 1 2 3 4 5. 3 nhân 5 là 15. Như vậy cái mẫu là 15 này. À, còn cái tử là bao nhiêu viên đây? Cái tử là bao nhiêu? 1 2 3 4 5. Đây, cái tử là 5. À, 5 phần 15. Như là cái bức tường này người ta họ chia viên gạch nhỏ hơn, còn bức tường này người ta họ làm viên gạch lớn hơn. Câu B, điền bằng nhau không bằng nhau tích hợp vào chỗ chấm hai phân số đó. Như vậy bây giờ chúng ta xem này. Cái này là 10 mà về 5.
10 mà về 5 là, hoặc là chúng ta nhân lên 5 mà muốn lên 10 là chúng ta sẽ nhân cho 5 này, muốn lên 10 chúng ta sẽ nhân cho 2 đúng không, là bằng là 10. Còn này là 30, 15, 15 này, 15 này mà chúng ta muốn nhân, muốn lên 30 là nhân cho ở trên nhân 2 thì dưới nhân 2 luôn. Như vậy là bằng 30. Như vậy là hai phân số này bằng nhau. Đây, bằng nhau. Hoặc là chúng ta chia 10 mà 10 mà về 5 là phải chia 2 không? 10 là chia 2 là bằng 5. 30 trên chia 2 dưới chia 2, 30 trên chia 2 là bằng 15. Như vậy là hai phân số này là bằng nhau, hai phân số bằng nhau. Điền bằng nhau và không bằng nhau, như điền hai phân số là bằng nhau. Bài học hôm nay chúng ta kết thúc tại đây. Các em nhớ đăng ký kênh để nhận được những bài học mới tiếp theo nhé. Xin chào các em.